cho hỏi là ngoại mình bị suy tim, ung thư gan, thận thì có uống cây bán chi liên được hay không ạ? Chào bạn, với bệnh nhân bị suy tim, ung thư gan, thận thì nhà thuốc khuyên người bệnh là không nên sử dụng cây bán chi liên và các vị thuốc nam khác, bởi vì chức năng gan, thận và tim đều bị ảnh hưởng nên việc sử dụng cây thuốc nam để điều trị cho người bệnh thì sẽ tiềm ẩn rất là nhiều nguy cơ và tác dụng phụ và phản ứng bất lợi cho cơ thể người bệnh. Một số thông tin nhà thuốc xin phép được chia sẻ đến với bạn.